Khánh Thành xa lộ Sài Gòn Long Thành dầu dây trước Tết Nguyên Đán. Báo Mạng Dân Trí hôm nay dẫn lời nhân vật số 2 của công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam cho hay, xa lộ Sài Gòn Long Thành dầu dây sẽ được khánh thành trước Tết âm lịch, tức là khoảng 7 tuần lễ nữa. Tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam Phạm Hồng Quang nói rằng, đoạn đường này dài 55 km, gồm 4 làn xe hơi cho phép lưu thông với tốc độ 80 km/h. Ông này cũng cho hay là đường xa lộ Sài Gòn Long Thành dầu dây được đưa vào hoạt động sẽ giúp cho người đi đường rút ngắn một nửa thời gian đi từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, còn khoảng 1 tiếng rưỡi thay vì 2 tiếng rưỡi đồng hồ như trước đây. Còn theo báo mạng VN Express thì con đường này được khởi công từ 5 năm trước với số vốn đầu tư lên tới 10.630 tỷ đồng, tương đương là 531 triệu Mỹ Kim, bao gồm tiền vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á và của Nhật Bản. Dư luận cho rằng là bên cạnh tin vui về việc rút ngắn khoảng cách đi lại giữa Sài Gòn và thành phố biển Vũng Tàu, người dân Việt Nam lại lo sẽ bị mất một khoản tiền không nhỏ cho các trạm thu phí mãi lộ xuất hiện dọc theo đường đi.